Xin chào các em học sinh ở Hà Nội. Các em vừa trải qua kỳ thi vào lớp 10 của thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 12-13 tháng 6 năm 2020. Hôm nay là bộ môn lịch sử cũng là bộ môn thi cuối cùng của các em. Và cô cùng với nhóm giáo viên lịch sử trường Trung học Phổ thông Vĩnh Viễn thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng em các em giải quyết cái mã đề 019. Sau đây, cô sẽ giúp các em tìm hiểu đáp án của mã đề này. Rồi, bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu. Thứ nhất, đó là câu số 1. Thực hiện kế hoạch Nava năm 1953 đến năm 1954, thực dân Pháp tập trung lực lượng cơ động mạnh ở địa bàn nào? A. Đồng bằng Bắc Bộ, B. Nam Trung Bộ, C. Đồng bằng Nam Bộ và D. là Trung Du, Trung Trung Bộ. Thì trong cái câu hỏi số 1 này, cái đáp án chính xác nhất là đáp án A, đồng bằng Bắc Bộ. Lý do vì sao chúng ta lựa chọn đáp án A? Các em biết là theo cái kế hoạch Nava thì kế hoạch này gồm có hai bước. Bước thứ nhất đó là giữ cái thế phòng thủ chiến lược ở miền Bắc. Và để giữ được cái thế phòng thủ ở miền Bắc thì thực dân Pháp đã tập trung lực lượng tại đồng bằng Bắc Bộ. Cho nên đáp án chính xác sẽ là đáp án A. Câu hỏi số 2. Quân đội nào được Mỹ sử dụng như lực lượng xung kích để thực hiện âm mưu dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương trong chiến lược Đông Dương hóa chiến tranh từ năm 1969 đến năm 1973? A. Quân đội đồng minh, B. Quân đội Sài Gòn, C. Quân đội Campuchia, D. Quân đội Lào. Thì trong bốn đáp án này, đáp án chính xác sẽ là đáp án B, Quân đội Sài Gòn. Tại sao quân đội Sài Gòn là đáp án chính xác? Các em đều biết đó là quân đội đồng minh, đây chính là cái lực lượng đồng minh để chống phát xít. Cho nên là gì đây? Cái phương án này chúng ta loại trừ. Và trong ba nước Đông Dương, đó là Lào và Campuchia, Việt Nam, thì cái lực lượng quân đội ở Sài Gòn, Việt Nam là được Mỹ đầu tư nhiều nhất. Cho nên là gì đây? Đáp án B sẽ là đáp án chính xác. Câu số 3. Năm 1945, lực lượng quân đội trong phe đồng minh kéo vào miền Bắc nước ta với danh nghĩa giải ra vũ khí quân đội Nhật. A. Quân Mỹ, B. Quân Anh, C. Quân tưởng giới thạch và D. là Hồng quân Liên Xô. Thì các em biết là theo cái hội nghị IANTA đã quyết định đó là gì? Ở khu vực Đông Nam Á và Nam Á thì quân đội đồng minh sẽ vào làm nhiệm vụ giải giáp vũ khí quân đội Nhật. Thì ở phía Bắc Việt Nam đó chính là quân đội tưởng giới thạch và phía Nam Việt Nam đó chính là quân Anh. Như vậy đáp án chính xác của câu 3 này sẽ là đáp án C, quân tưởng giới thạch. Câu số 4. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đã gửi văn bản đến hội nghị Versailles. A. Những bài viết in trên báo Người Cùng Khổ, B. Bản yêu sách của nhân dân An Nam, C. Tác phẩm bản án chế độ thực dân Pháp, D. Tác phẩm đường cách mệnh. Thì trong bốn đáp án này thì đáp án B là đáp án chính xác, bản yêu sách của nhân dân An Nam. Chúng ta biết là năm 1919, chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc thì các nước thắng trận đã họp tại đó là Versailles của nước Pháp. Và tại đây thì Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta lúc này lấy cái bút danh đó là Nguyễn Ái Quốc đã gửi đến cái hội nghị Versailles này bản yêu sách gồm có 8 điều để đòi về những cái quyền dân tộc cơ bản của nhân dân An Nam. Cho nên đáp án chính xác sẽ là đáp án B. Câu số 5. Từ cuối những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỷ 20, chủ nghĩa thực dân ở châu Phi còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng là A. Chủ nghĩa phát xít, B. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới, C. Chế độ phân biệt chủng tộc apartheid, D. Chế độ độc tài thân Mỹ. Đáp án chính xác là đáp án C. Chúng ta biết đó là cho đến cuối những năm 90 thì một cái hình thức còn tồn tại cuối cùng của chủ nghĩa thực dân đó chính là cái chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi. Và nói đến cái chế độ phân biệt chủng tộc này, chúng ta nhớ đến một cái vị anh hùng, một cái nhà đấu tranh về xóa bỏ cái chế độ phân biệt chủng tộc, đó là chính là Nelson Mandela. Và dưới cái sự đấu tranh của ông cùng với cái Đại hội Dân tộc Phi ANC thì đến năm 1991 cái chế độ phân biệt đã bị xóa bỏ. Và đây chính là cái hình thức cuối cùng tồn tại của chủ nghĩa thực dân. Cho nên đáp án C là đáp án chính xác. Câu 6. Trong thời kỳ 1954 đến 1975, thắng lợi nào đã buộc Mỹ phải tuyên bố phi Mỹ hóa chiến tranh xâm lược Việt Nam? A.
phong trào đồng khởi từ năm 1954-59 đến năm 1960. B. Phong trào hòa bình tháng 8 năm 1954. C. Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968. D. Trận Điện Biên Phủ trên không tháng 12 năm 1972. Câu số 6 này thì đáp án chính xác sẽ là đáp án C. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Chúng ta biết là với cái chiến thắng Mậu Thân năm 1968 thì Mỹ đã bị thiệt hại rất là nhiều. Vì vậy, sau cái thất bại tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 thì buộc Mỹ đã phải tuyên bố đó là phi Mỹ hóa chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Câu 7. Phát minh nào sau đây của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại gây ra hậu quả siêu cực đối với con người? A. Phát minh ra máy tính điện tử. B. Tìm ra những nguồn năng lượng mới. C. Cách mạng xanh trong nông nghiệp. D. Chế tạo ra các loại vũ khí hủy diệt. Thì trong câu 7 này đáp án chính xác là đáp án D. Chế tạo ra các loại vũ khí hủy diệt. Chúng ta biết là cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật này chế tạo ra cái loại vũ khí hủy diệt thì nó đã để lại những cái hậu quả rất là to lớn đối với nhân loại. Những cái loại vũ khí này nếu như không được sử dụng đúng mục đích thì nó sẽ hủy diệt nhân loại của chúng ta. Cho nên cái đáp án chính xác của câu 7 sẽ là đáp án D. Câu số 8. Trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ Latin sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, quốc gia nào được mệnh danh là hòn đảo anh hùng? A. Salvador. B. Haiti. C. Mexico. D. Cuba. Thì trong đáp án 8, câu số 8 này thì câu D là đáp án chính xác. Chúng ta học về đất nước Cuba thì chúng ta thấy đó là Cuba được là mệnh danh là hòn đảo anh hùng, cho nên cái đáp án C sẽ, đáp án D sẽ là đáp án chính xác. Câu 9. Tháng 2 năm 1976, Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN, đã diễn ra sự kiện quan trọng nào? A. Myanmar gia nhập ASEAN. B. Campuchia gia nhập ASEAN. C. Thành lập diễn đàn khu vực Đông Nam Á, ARF. D. Ký hiệp ước thân thiện và hợp tác, còn gọi là Hiệp ước Paris. Thì trong câu số 9 này, đáp án chính xác sẽ là đáp án D. Vì sao chúng ta lại lựa chọn đáp án D? Vì các con biết là Myanmar gia nhập ASEAN vào năm 1976, đây là không chính xác. Rồi Campuchia cũng gia nhập ASEAN vào năm 76 cũng là không chính xác. Và câu C đó là thành lập diễn đàn khu vực Đông Nam Á ARF cũng là không chính xác. Cho nên cái đáp án D đó là ký kết cái hiệp ước thân thiện và hợp tác là đáp án chính xác. Câu số 10. Bị ba tầng áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến, tư sản người Việt có mối quan hệ gắn bó với giai cấp nông dân là đặc điểm riêng của giai cấp nào ở Việt Nam sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất? A. Tư sản mại bản. B. Tư sản dân tộc. C. Địa chủ. D. Công nhân. Thì trong đáp án câu số 10 này thì đáp án chính xác nhất sẽ là câu D. Công nhân. Chúng ta biết là giai cấp công nhân Việt Nam chịu sự áp bức của ba tầng lớp, đó chính là thứ nhất đó là của thực dân Pháp, thứ hai là của địa chủ phong kiến và thứ ba đó là của đại tư sản. Cho nên cái đáp án chính xác của câu số 10 này sẽ là đáp án D. Câu 11. Trong những năm 1919 đến 1925, sự kiện nào sau đây do giai cấp tư sản phát động? A. Cuộc bãi công của công nhân thợ máy Ba Son tháng 8 năm 1925. B. Phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa năm 1919. C. Tổ chức đám tang Phan Châu Trinh năm 1926. D. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bộ Châu năm 1925. Thì trong câu số 11 này, đáp án chính xác là đáp án B. Phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa.
Chúng ta biết là vào năm 1919 thì cái giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam đã phát động một cái phong trào đó là chấn hương nội hóa, bài trừ ngoại hóa, để nhằm đó là khôi phục, lấy đòi lại cái sự công bằng cho giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam. Cho nên đáp án chính xác là đáp án B, phong trào chấn hương nội hóa, bài trừ ngoại hóa. Câu số 12. Một trong những chiến thắng vang dội của quân dân miền Nam trong chiến dịch đấu tranh chống chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ từ năm 1961 đến năm 1965 là A. Mỏ Cày Bến Tre, B. ấp Bắc Mỹ Tho, C. Vạn Tường Quảng Ngãi, D. Bắc Ái Ninh Thuận. Thì trong câu số 12 này, đáp án chính xác là đáp án B, ấp Bắc Mỹ Tho. Tại sao chúng ta lại chọn đáp án B là ấp Bắc Mỹ Tho? Thứ nhất là đáp án A là Mỏ Cày Bến Tre. Đây chính là một cái chiến thắng trong cái phong trào đồng khởi. Rồi, cái thứ hai đó là đáp án C là cái chiến thắng Vạn Tường ở Quảng Ngãi. Thì đây là một cái thắng lợi trong cái đánh bại cái chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ. Và cái Bắc Ái ở Bình Thuận là cũng đáp án không chính xác. Cho nên cái đáp án B đó là chiến thắng ấp Bắc ở Mỹ Tho là đáp án chính xác. Câu số 13. Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng từ năm 1930 đến năm 1931 ở Việt Nam là A. Binh lính và nông dân, B. Tư sản và địa chủ, C. Tư sản và tiểu tư sản, B. D. Công nhân và nông dân. Thì trong câu số 13 này, đáp án chính xác là đáp án D. Công nhân và nông dân. Chúng ta biết là từ năm 1930 đến năm 1931, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, thì phong trào cách mạng ở Việt Nam là phát triển rất là mạnh mẽ. Trong đó cái đỉnh cao của giai đoạn 30-31 chính là cái phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Thì như vậy chúng ta thấy cái đáp án chính xác ở câu này sẽ là đáp án D. Cái lực lượng tham gia cái phong trào cách mạng 30-31 chính là công nhân và nông dân. Câu số 14. Khu giải phóng Việt Bắc ra đời vào tháng 6 năm 1945 gồm những tỉnh nào? A. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hòa Bình. B. Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Lào Cai. C. Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. D. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Thì trong câu số 14 này, đáp án chính xác sẽ là đáp án D. Chúng ta biết đó là vào tháng 6 năm 1945 thì Trung ương Đảng của chúng ta đã quyết định thành lập cái khu giải phóng Việt Bắc, và chúng ta gọi tắt đó chính là Cao Bắc Lạng Hà Tuyên Thái, chính là gồm có 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Câu số 15. Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên trên thế giới đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin A. lên mặt trăng, B. khám phá sao Mộc, C. khám phá sao Hỏa, D. bay vòng quanh trái đất. Thì câu hỏi số 15 này, đáp án chính xác sẽ là đáp án D. bay vòng quanh trái đất. Các em biết là vào năm 1961 thì Gagarin đã Câu 15. Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên trên thế giới đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin A. lên mặt trăng, B. khám phá sao Mộc, C. khám phá sao Hỏa, D. bay vòng quanh trái đất. Thì đáp án chính xác của câu 15 sẽ là đáp án D. Các em biết là vào năm 1961 thì Liên Xô đã đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh trái đất trên cái con tàu Phương Đông. Thì đáp án chính xác của câu 15 này sẽ là đáp án D. Các em học sinh thân mến, vừa rồi cô Vân đã hướng dẫn các em giải đề thi tuyển sinh từ câu số 1 đến câu số 15. Bây giờ cô sẽ tiếp tục phần hướng dẫn đáp án của câu từ câu số 16 đến câu số 30. Câu số 16. Những thập niên gần đây, Ấn Độ đang cố gắng vươn lên hàng các cường quốc về lĩnh vực nào? A. Công nghiệp nặng,
B. Công nghiệp nhẹ, C. Thiết bị giao thông, D. Công nghệ phần mềm. Và đáp án chính xác đó chính là câu D. Công nghệ phần mềm. Thì như chúng ta đã biết, thì trong những thập niên gần đây, Ấn Độ đang cố gắng vươn lên cường quốc về công nghệ vũ trụ, công nghệ hạt nhân và công nghệ phần mềm. Như vậy thì chắc chắn sẽ là D. Câu số 17. Theo thỏa thuận quy định của hội nghị IATA vào tháng 2 năm 1945, cường quốc nào chiếm đóng và kiểm soát vùng đông nước Đức, Đông Âu? A. Anh, B. Mỹ, C. Liên Xô, D. Pháp. Vậy thì đáp án chính xác ở đây chính là C. Liên Xô. Thì như chúng ta cũng biết, vào tháng 2 năm 1945, sau hội nghị IATA đã có những cái thỏa thuận về phân chia phạm vi chiếm đóng. Mỹ và Anh sẽ chiếm đóng vùng Tây Đức, Tây Âu, còn Liên Xô sẽ chiếm đóng vùng Đông Đức, Đông Âu. Như vậy đáp án C chính xác. Câu số 18. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng Lao động Việt Nam tháng 9 năm 1960 xác định cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò: A. Quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam. B. Quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. C. Quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng thế giới. D. Hỗ trợ sự nghiệp giải phóng miền Nam, Lào, Campuchia. Và đáp án ở đây chính xác là B. Quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Tại sao chúng ta lại chọn B? Vì trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng Lao động Việt Nam đã xác định nhiệm vụ của hai miền, đồng thời trong cái đó đã xác định vai trò của cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc, đó chính là quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Câu số 19. Tháng 6 năm 1950, Trung ương Đảng, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định mở chiến dịch biên giới nhằm mục đích: A. Buộc Pháp phải chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. B. Buộc thực dân Pháp phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta. C. Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch khai thông biên giới Việt Trung. D. Bao vây giam chân thực dân Pháp ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16. Vậy đáp án chính xác ở đây là C. Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch khai thông biên giới Việt Trung. Thì như chúng ta đã biết, vào năm 1950, Pháp thực hiện kế hoạch Revè. Trong kế hoạch Revè này, thì Pháp tăng cường hệ thống phòng thủ trên đường số 4, khóa chặt biên giới Việt Trung và cô lập căn cứ địa Việt Bắc. Và để phá vỡ kế hoạch Revè, thì buộc chúng ta phải tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch và khai thông biên giới Việt Trung, cho nên ta đã mở chiến dịch biên giới. Câu số 20. Ai là người soạn thảo luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 10 năm 1930? A. Nguyễn Đức Cảnh, B. Trần Phú, C. Nguyễn Văn Cừ và D. Lê Hồng Phong. Thì trong hội nghị lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 10 năm 1930 thì đã thông qua cái bản luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú soạn thảo. Như vậy đáp án B là đáp án chính xác. Câu số 21. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh, sự ra đời của tổ chức nào chứng tỏ các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mỹ về quân sự? A. Cộng đồng kinh tế châu Âu. B. Cộng đồng than thép châu Âu. C. Tổ chức hiệp ước Warsawa. D. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Thì đáp án chính xác ở đây chính là D. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Thì chúng ta cũng biết, Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương, đây là khối quân sự do Mỹ lập ra nhằm chống lại Liên Xô và các nước Đông Âu. Cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án D là đáp án chính xác nhất. Câu số 22. Trong chương trình khai thác lần thứ 2 của thực dân Pháp ở Việt Nam, một trong những chính sách làm cho nền kinh tế Việt Nam bị kìm hãm lệ thuộc vào kinh tế Pháp là A. Chính sách kinh tế chỉ huy. B. Hạn chế công nghiệp phát triển, đặc biệt là công nghiệp nặng. C. Đầu tư phát triển thương nghiệp. D. Hạn chế đầu tư vào đồn điền cao su và khai thác mỏ khoáng sản. Ở đây đáp án chính xác là B. Hạn chế công nghiệp phát triển, đặc biệt là công nghiệp nặng. Tại sao chúng ta lại chọn B? Thì chúng ta thấy ở đây có 4 đáp án, trong đó A. Chính sách kinh tế chỉ huy,
Đây là chính sách do Pháp thực hiện chủ yếu trong giai đoạn 39-45, 1939-1945. Đáp án C, đầu tư phát triển thương nghiệp, và D, hạn chế đầu tư vào đồn điền cao su và khai thác mỏ khoáng sản. Đây là hai cái chính sách mà nó không có trong chương trình khai thác lần thứ hai của Pháp. Vì vậy, chính xác nhất sẽ là đáp án B. Câu 23. Chiến dịch nào đánh dấu kết thúc thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975? A, chiến dịch Tây Nguyên. B, chiến dịch Hồ Chí Minh. C, chiến dịch Huế, Đà Nẵng. D, chiến dịch Quảng Trị. Vậy thì đáp án chính xác sẽ là B, chiến dịch Hồ Chí Minh. Thì ở đây chúng ta thấy đáp án A, chiến dịch Tây Nguyên. Đây là chiến dịch mở màn cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975. Tiếp nối sau chiến dịch Tây Nguyên là chiến dịch Huế, Đà Nẵng. Còn chiến dịch Quảng Trị diễn ra vào năm 1972. Còn trong chiến dịch Hồ Chí Minh, vào 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, thì lá cờ cách mạng đã bay trên nóc nhà của phủ tổng thống, đánh dấu sự toàn thắng của chiến của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975. Như vậy, B là đáp án chính xác. Câu 24. Hiện nay, trụ sở của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, đặt ở thành phố nào? A. Viên Chăn, Lào. B. Phnom Penh, Campuchia. C. Jakarta, Indonesia. D. Hà Nội, Việt Nam. Và chắc chắn đó chính là C. Jakarta, Indonesia. Câu số 25. Sau đại thắng xuân năm 1975, việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được đánh dấu bằng kết quả của A. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6 tháng 6-7 năm 1976. B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng vào tháng 12 năm 1986. C. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 tháng 9 năm 1975. D. Hội nghị Hiệp thương Chính trị Thống nhất đất nước vào tháng 11 năm 1975. Và thì đáp án chính xác chính là A. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6 tháng 6-7 năm 1976. Thì nếu như mà chúng ta đọc câu 25, chúng ta thấy có một cái dữ liệu rất là quan trọng, đó là hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Như vậy thì chúng ta thấy là sau đại thắng mùa xuân năm 1975 thì chúng ta đã tổ chức kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6. Và trong cái kỳ họp, sau cái kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6 này, thì việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam cơ bản đã được hoàn thành. Câu số 26. Cuộc tổng tuyển cử ngày 25 tháng 4 năm 1976 đã bầu ra cơ quan quyền lực cao nhất có quyền lập pháp tối cao của nước Việt Nam thống nhất là A. Quốc hội. B. Hội đồng nhân dân. C. Mặt trận Tổ quốc. D. Chính phủ. Và thì đáp án chính xác chính là A. Quốc hội. Vào ngày 25 tháng 4 năm 1976 thì 23 triệu cử tri của nước ta đã đi bầu ra cơ quan quyền lực cao nhất có quyền lập pháp, đó chính là Quốc hội. Câu số 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam bắt đầu từ sự kiện nào sau đây? A. Pháp đánh chiếm một số vị trí quan trọng ở thành phố Hải Phòng ngày 20 tháng 11 năm 1946. B. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày 19 tháng 12 năm 1946. C. Thực dân Pháp ký với chính phủ Tưởng Giới Thạch Hiệp ước Hoa Pháp 28 tháng 2 năm 1946. D. Pháp nổ súng vào quân ta ở thị xã Lạng Sơn vào ngày 20 tháng 11 năm 1946. Vậy thì đáp án chính xác là B. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày 19 tháng 12 năm 1946. Thì ở câu này thì chúng ta cũng biết là sau khi mà chúng ta ký với Pháp hai bản hiệp ước, đó là Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước Việt Pháp, thì Pháp đã bội ước và thực hiện hàng loạt các hành động để xâm lược lại nước ta một lần nữa. Và trong bối cảnh đó, thì vào tối ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, kêu gọi nhân dân ta đồng lòng đứng lên kháng chiến chống Pháp. Câu số 28. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân khiến nền kinh tế Mỹ phát triển sau Chiến tranh Thế giới thứ hai năm 1945? A. Mỹ tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược. B. Mỹ áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại.
C. Mỹ được yên ổn sản xuất và bán vũ khí cho các nước tham chiến. D. Mỹ ở xa chiến trường và không bị chiến tranh tàn phá. Vậy thì đáp án chính xác ở đây là A. Mỹ tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược. Thì nhìn vào câu 28, đề yêu cầu là chúng ta phải xác định là nội dung không phải nguyên nhân khiến nền kinh tế Mỹ phát triển. Câu B, câu C, câu D là những nguyên nhân khiến cho kinh tế Mỹ phát triển sau chiến tranh thế giới thứ hai. Vậy đáp án chính xác sẽ là A. Mỹ tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược. Câu 29, sự kiện nào sau đây đánh dấu thời cơ cách mạng để Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước vào tháng 8 năm 1945? A. Đại hội lần thứ 7 Quốc tế Cộng sản họp ở Moscow. B. Chính phủ Pháp đầu hàng phát xít Đức. C. Chính phủ Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện. D. Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền. Vậy thì đáp án chính xác sẽ là C. Chính phủ Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện. Thì chúng ta cũng thấy được rằng là vào tháng 8 năm 1945, với sự kiện là Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện, thì chúng ta, Đảng ta đã xác định là thời cơ cách mạng đã đến và phát động tổng khởi nghĩa trong toàn quốc. Câu 30. Đông Dương Cộng sản Đảng thành lập năm 1929 ở Việt Nam là một tổ chức theo khuynh hướng nào? A. Dân chủ tư sản. B. Phong kiến. C. Vô sản. D. Cải lương. Vậy đáp án chính xác sẽ là C. Vô sản. Thì chúng ta cũng biết là năm 1919 đến năm 1930, đây là giai đoạn mà ở nước ta tồn tại hai khuynh hướng cứu nước, một là dân chủ tư sản và hai là vô sản. Và vào năm 1929, có ba tổ chức cộng sản đồng loạt ra đời, đó là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Đây là những tổ chức cộng sản theo khuynh hướng vô sản. Vậy đáp án chính xác sẽ là C. Các em học sinh thân mến, nhóm giáo viên của trường Trung học Phổ thông Vĩnh Viễn vừa hướng dẫn các em đáp án của kỳ thi tuyển sinh môn lịch sử năm 2021, mã đề 019. Nhìn chung thì đề lịch sử năm nay tương đối là nhẹ nhàng, vừa sức với các em, và đặc biệt là trong đại dịch Covid-19 đang rất là phức tạp. Vậy thì cô chúc các em sẽ có một cái kỳ nghỉ hè thật là vui vẻ và đạt được những kết quả tốt nhất sau kỳ thi tuyển sinh. Thân ái chào các em.